thì chuyện gì đó nó cũng đến cho các bạn. Thì sáng nay anh Tên anh kêu một ông anh ông có một ông nào rủ xăm tay trong gương không? Phải nè, mày phải nói sao? Ý là bây giờ là sáng ngày hôm nay là anh em mình sáng thằng Hiến nó nhận nó quay con chiếc sim các bạn. Thì mình mới nói với thằng Hiến á. Mình mới nói với thằng Hiến là sáng nay anh em mình quay một cái clip làm ẩm thực cho vui thôi mấy anh em mình. Dạ, tại vì mình với thằng Hiến là đang có một cái gì mày? Hả? Gọi là cái từ gì ra. Đang hợp tác có một cái hoạch các bạn. Dự án mới. Thì bây giờ là anh em mình sẽ đi vô trong chợ quay từ đầu tới cuối là mua cái gì xong rồi là nấu món gì cái gì cho các bạn xem nha. Vào đi. Vào. Đây. Biết vụ gì chưa? Các bạn hiểu gì không? Chứ bị tớ công chuyện rồi các bạn. Các bạn theo mình nha. Đây thì anh em mình cũng vừa mới về tới nhà. Thì bây giờ là mình sẽ tới công đoạn là mình rửa cho nó sạch sẽ nha các bạn. Mình quay xe cho nói chung như bây giờ nó cũng khó. Mau me là mấy bạn thêm dấu sắc dấu quyền rồi vô nha cho mình nha anh. Cho đỡ nói rồi nó trông. Giờ quay Facebook á. Thì nói chung là bây giờ anh quay vậy em thấy sao? Ủa chứ bây giờ làm bây giờ mình kéo tương tác với kênh tao mày. Bây giờ sắp tới Tết đây, heo qué rồi mày quay. Bây giờ tao mày phải quay cái công đoạn, mày hiểu ý tao nói không? Quay cái công đoạn vậy đỡ người ta biết mình là thịt thiệt, làm cái gì cũng sạch sẽ. Còn đéo. Ủa chứ mày nhắc lên trên đây, cái đây tao mày làm riêng mà liên quan rồi tới trung bếm mà tự nhiên. Cái mới ấy. Không phải, là nói chân hơn nữa. Không cái đây sao ơi, từ anh em mình đây, từ xong xuôi rồi anh em mình like. Đâu. Đó ngãi nó cầm cái máy quay trực tiếp cho mình này. Đó. Sẵn tụi hầu tụi nữa luôn, nó lột. Rồi ok. Rồi vô, dứt. Dứt. Đoạn này là anh em mình sẽ lồng nhạc. Thì nói chung thiết kế độc đáo quá các bạn ơi. Đồ mẹ tao nói dòi xe mà nằm trên trần nhà tao cũng thua luôn. Đồ mẹ tao tụi rung. Mẹ mập quá hả ông ơi? Quên sáng sáng này. Khờ chúng nói lắm mà lo gì. Em rửa cái trong cho nó sạch sẽ là được rồi. Đấy, đồ ngờ xuống nhà thằng Hiến là tụi nói các bạn vô. Đâu có thiếu cái thứ gì đâu. Thiếu tiền mà. Tiền đời nào thiếu, tiền que nhà mày cũng sát ngân hàng nên mày lo cái gì. Trục cái đít nó kìa. Nguyễn Bích lên hỏi làm gì đó anh. Ha, thằng lên nó biến mà nói gì
lên. Tao xuống nhậu em, tao xuống nhậu. Rồi cái đoạn này là coi như là cứ cho nó xong đi. Rồi bây giờ là tiếp đến là anh em mình sẽ xử lý cái gia vị ướp nha các bạn. Anh vô coi rồi. Tôi nói ông rồi. Nhưng mà anh em mình làm riêng thì cỡ nó. Quay đi chỗ đâu? Đâu? Đây, thì em Hiến kìa. Hôm nay tôi với Hiến chuẩn bị làm cái phương thức báo khai trương. Đừng que nha. Đừng que. Đừng có que. Tôi lẹo không ạ? Để giờ ráo chút có lẹo. Em với Huy làm dễ kìa. Thôi chi, đừng. Không, cỡ đó. Bây giờ đem mình quay cái công đoạn này. Khờ cho nó đen đen đi, rồi chút mưa rửa lại. Anh riêu coi rồi kìa. Riêu coi nữa nó. Không, kêu khỏi. Không. Cho nó... Cái đây là... Cái thiệt là khờ đây là mình cũng... Đỡ cho là cái da nó cái thứ nhất nó xanh lại các bạn. Nói với bây giờ anh em mình làm á, anh em mình làm thì cái đây làm cái clip đây đợi chuẩn bị cho thằng Hiến sắp tới nó quay heo quay dịch đồ cuối năm á các bạn, nên thành ra là anh em cũng sẵn tiện có khách đó, người ta đặt anh em mình kêu thâu nói khách là đợi cho anh em mình làm quay lại cái cách thức rồi từ lúc cái giai đoạn mà anh em mình xử lý cho tới lúc là lên mâm lên bát luôn nha các bạn. Thì cái phần riêng này các bạn, mình nói lại một lần nữa, đỡ nhiều khi mình nói nhanh quá. Do một số anh em nói kêu quý tên nó nấu ăn bao giờ rồi nó bày cái công thức hay là sao hết. Nói thiệt là các bạn là vậy này, tôi cũng dám nói nhiều. Tại vì mỗi khu vực, mỗi vùng miền là ăn uống mặn lạc chua ngọt khác nhau. Đúng không? Nên thành ra tôi cứ làm vậy thôi, chứ biết nó có ngon chỉ rồi mà công dở đâu chữ nữa nè. Đúng rồi. Nhưng mà thôi bây giờ các bạn nói vậy thì các bạn cứ làm theo, rồi gia vị theo cái ý của mình là được, ok. Cái phần riêng đây mình sẽ xay riêng, rồi là mình sẽ cho nước vô mình vắt cái nước cốt, còn cái xác còn lại á là mình sẽ xào cho nó khô, đó rồi mình đi chiên lên cho nó thơm nha các bạn. Đấy, mình xay riêng, còn bây giờ sẽ bỏ vô này hành, tỏi, ớt bỏ vô, mà xay chung cùng một lúc. Đấy. Nghe mới ngoài, mới ngoài bình thôi. Vô nhà bỏ khẩu trang là cho em sao, tới đeo khẩu trang vậy em? Có. Biết tại lớn nhỏ em. Biết tại lớn thì nó tỏ sát cho nó có cái nhỏ tí tẹo mà. Không nói cho nó nhỏ nghe em ạ. Đừng nhìn mẹ cái con nít. Nó 94, đúng rồi, nghe em á. Đúng rồi nhỏ. Ớt thì quơ mình nè các bạn. Lúc nào ớt cũng phải nhiều ở đó. Ớt nói chung gia vị Bình Định là ăn gia vị nhiều lắm các bạn. Còn đây hàng hương nha. Hàng hương không có mắt chút nữa đúng không? Rồi từ từ nó ra mà nó ra nhiều khi các bạn bỏ xanh vô. Nó gia vị lá nhà gia vị nhiều lắm. Thiếu tinh lộn. Chi đâu vậy? Chào anh. Để dự án với mớ em. Chuyện anh em tôi. Tao dặn mày rồi mày la làm chi cho nó biết vậy, thiệt là tao sợ thiệt luôn á. Để nói rồi không có, ý là hôm nay là không phải là làm YouTube mà tôi đang dưới thằng Hiến là làm đỡ quảng cáo cuối nào nó bán heo. Ăn việc. Còn cái con dịch dịch sim này á là làm cho ông anh này, ông anh này đặt nè. Đủ nói vậy mà cũng chào anh. Mà ông quay là gì? Hả? Đồ mới nhà tôi mà không quay không chữa tôi. Đồ mới quay không? Quay mà chưa. Không biết có ai mở không mà cứ tự nhiên mở quay vậy bây. Tao đi ngang qua, tao đi chợ, tao thấy anh em tao vô tao coi như đuối. À vô chờ em. Làm như đuối. Ông... Ngay nhà tao tao có đuối không? Đồ đứng chờ đây các bạn. Một thầu đồ đứng chờ hiếng không?
Cho bởi á. Cỡ chuyện của tôi. Chuyện của tôi có 4 ký à. Anh đã mua ngựa hả? Có 4 ký à. Nghe nói nhà anh dịch luôn mà ông có thèm anh đâu. Lâu nay ấy là quay coi thử thôi. Ấy là ông coi ông thấy like Facebook ông quay à. Ai đánh quá thấy like Facebook quay mày. Cho thằng nào nãy hi hi gì đó, hi em rồi đó. Các anh em like vô ông chào được cái. À. cùng đúng. Anh em cứ kích về tình nghĩa. Đi nhậu đâu? Thì đâu góp cái gì đâu. Có nhậu đâu. Làm giống anh này mẹ. Làm giống anh mà. Điên sao vậy? Bị điên quá. Làm giống anh này mà. Thấy chân ông không? Chân ông to hơn chân ông luôn ạ. Rồi chắc cái chân này chắc đá ông cái chắc vậy lắm á. Nấu chắc nửa tiếng xong hả? Hả? Không. Không có nấu đâu có đá. Nấu xong thì giao cho ông kia luôn cho ông ngồi canh nè. Ông ngồi canh cầm gì trở nên ăn luôn mà. Nói bè đủ ý Việt Nam ông ăn được đông đúng không? Biết sao không? Ông này ông làm việc sim. Bình thường ít có con dịch nào mà năm cưới vậy lắm bây giờ. Gì vậy? Ok. Cái gì? Bố đã cân. Bố đã cân. Bây giờ cho tao tạo ổng. Rồi mình làm xong rồi có cái gì mình gọi ổng quen chứ. Ông này ông thay đổi rồi mẹ. Thôi đúng. Nói cho mình tranh thủ ước mình gọi ổng quen. Ổng cho vui anh em. Bây giờ nó vui hả? Mệt quá tao chặt mày nãy giờ. Thôi gọi ổng lại. Không có đồ thiệt. Gọi ổng lại. Thằng em tao nó mới đi tù ra nè. Nay tao làm công việc sim ăn cho nó tẩy trần đó. Thì mình nói với các bạn luôn thì là nói với anh em mình quá sống với nhau mà sao có cái chuyện giải được bây giờ không chào không vui á. Nay cái thằng em tôi nó mới đi nó hơi trồng hộp ra này nó gì à ra tôi cũng làm con dịch rồi vậy mừng ngày nó gì à tay trần vậy nó thì ông vô phụ tay vô phụ lãnh tay vô lại cho thiệt á đồ ông giọng hơn à. Hơn gì hơn thâu hơn thâu hơn thâu thì người ta nói mà muốn ăn thì phải làm thâu thì thâu ông vô đây ông đỡ biết thôi anh em mình đây rồi ông kêu kêu đi đổ ít nước vô đây đúng không được đi lột hành đi ngầu lột hành đi lột hành của con ra đục ở nhà cũng ai sai ống mà vô đây anh em mình nhờ ha có nghĩa là mình tay làm thì hàm nhai mà tay quay thì miệng trở mà thấy việc thôi mà em hả? Em lên trên ngầu chơi rồi chút xong rồi anh gọi xuống gì vậy? em lên trên ngầu chơi đợi tụi anh nói chuyện chút. Động tướng ở đây ở ông chờ không cần tự nhiên nói gì vậy hiếm thì những em của anh là tự nhiên nó có làm gì đâu mà sao nói vậy. Nó ông chạy lên xe tiếng nước ông trục lên xe tiếng nước xuống quen lạ quá nè lên xe tiếng nước chạy lên xe vừa cái mắt nha quay tao làm nha thì mình làm nha mọi người à. Nói chung là mình xưa giờ tính mình dạy á nhưng mà mình ăn uống là mình giết anh em dữ lắm thiệt chứ cuộc đời sao mà chi nó phải khó vậy ta tao nói thiệt luôn á đều bị đều tự nhiên mò quen xong rồi thiệt là cho tao đeo náo à là chắc vô cái xô đó vừa đẹp à. Đẹp không? Đẹp. Đầu lột tiếp đi. Thì một tí nước mình với ông làm ít dữ vậy. Một tí nữa. Thục sao này sai dở đi vậy? Đột này thấy có tiến bộ à. Nói chứ. Sống mà anh em mình không thương mình thương ai. Chẳng lẽ bây giờ mình đi thương người dân nước này. Thôi nha. Ê. Hơi bây giờ nó càng lớn nó càng chuẩn này nhỉ. Ông Trung ông có nói vậy thôi xíu đừng lấy tiền cũng Trung nha. Sao mày cứ giỡn tao nói mày lớn rồi. Thì lấy tiền ông kìa. Được không? Được không? Đừng có giỡn cái kiểu đó. Mạng dịch đàn ở đâu vậy? Mạng dịch đàn ở đâu vậy? Thì thằng em nó cầm lên đấy. Nó xem vậy nhỉ? Xem toàn người tốt không? Không có. Mấy người xem cả sống tình nghĩa. Sống hầu bị nghĩa tình hả không? Mình hao hồi xưa tao tính đi xem với mày. Nó đâu? Nó nó ngầu nó cũng nói nó cũng mất. Tính nó ít nói lắm, nó dài á, cầm cảm. Không phải, nó ngầu nha. Cho tôi nói ông nó cũng mặc cảm với xã hội, nói chứ nó mất, nó mất đi tù gì mà. Không, ông bảo đấy em chạy ra đường gì cầm gì xuống được không? Chịu khó đi. Nhà này tôi vô tôi chạy. Không biết chạy không? Không. À, vậy không? Rửa cao. Đây. Rửa không biết rửa nó cầm bỏ luôn rửa luôn vậy. Bỏ đi mất ra. Cái mùi nó nặng trụ, nó mùi. Bự hơn tao luôn rồi. Bớt nói rồi. Rưới. Đây. Ủa cái này
ông với anh con không? Còn nước gì đang giúp anh em mà, còn nước gì cái gì quá không cùng á. Ê, dạng công gia đình vui á. Nó nấu với ông với vợ. Là tao ngán á, không quýnh đâu hoài không mà. Còn cái vụ kia sao? Hôm qua sao? Quá lần qua vậy mà giờ bị cho được hay thì tôi không ngon ngon. Bây giờ tao quen rồi. Tao chè chè rồi cho mấy rút đi làm thấy không? Chè chứ. Tu hầu nhỏ vậy tao mới thấy gì nó bọn như vậy luôn á đầu không? Mấy ăn thịt ngon ha. Quê tôi rồi. Đừng có nhịp là thiếu mẹ gì mà chợ mà không kêu nhỏ giờ không thấy. Đấy là chờ chưa ăn. À. Nó xe đổ đổ nước đấy, đổ nước là lại nước á. Tôi cho tao tháo vét anh nhờ, tao làm nhanh lắm. Đúng rồi, tính ông thấy vậy á, tính ông hiền. À, ông chạy đi mua rượu đi. Giữ ướp heo. Phải, mua rượu về rửa để cho nó khỏi bị hao lông á. Ừ. Còn chạy là mua cỡ 2 lít rượu nha, 2 lít rượu ngon. 2 lít rượu nhiêu tiền? 1 lít cỡ có 40 ngàn lít rượu. Là 2 lít 80 ngàn. À ừ. Ủa con dịch đã nhiêu? Trời, con dịch đã 7-80 ngàn giỡn hoài, gia vị gia đồ nó lâm lé đó, nhiều lắm. Là rượu thôi nha. Thôi. Đi em. Đi em đi em. Đi em đi em. Đó được. A few moments later. Đồ, mang gì chờ đưa sạch sẽ các bạn. Lẹ 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 anh đi. Anh em xử lý luôn cho đâu. Rồi tới giờ. Ném gì đi đâu dưới. Giai đoạn quan trọng đây. Bây giờ đây nha các bạn. Thì ở trong đây á, ừ. Mình nhắc các bạn chút xíu. Ở trong đây là cái phần mà cái hũ sa tế này á là nó sẽ đậm vị. Ừ. Đó, nó thơm. Thì cái sa tế này thì riêng mình là cái con vịt đó mình cho hết hũ. Ừ. Đấy. Hết hũ nha các bạn. Ừ. Anh xây dựng nó chân lên tùm lum hết. Ờ đó mình rửa cấu chứ. Với lại cho nó đều, nó thấm hết luôn. Bột mũi bém làm gì lâu dữ không? Từ từ cũng gì mà mày sao nha. Lý lẽ mình còn công chuyện nữa. Đây còn cái phần này á. Ừ. Cái phần ướp này là nó bao nhiêu đây á là nó sẽ. Nó sẽ là để mình đặt chính xác cho các bạn xem này. Gì sao nhanh như vậy? Đồ mẹ, nhà kêu mùa mưa người ta uống rượu quá còn 1 lít à? Nữa sao 1 lít chà? Cái tiệm coi chân gợi gậy nếp, bà nếp lên, bà nếp lên. Mẹ mày nếp 80 ngàn rồi, cái bình đây mua thêm 20 ngàn nữa là 100 rồi. Mua một tiết kiệm. Hết rồi. Tổng cầm mấy đứa tôi xây đi, tôi bỏ cho ông anh xây, ở dưới đó. Mình mua rượu nha các bạn. Đỡ nói chung là... Hả? À, thấy không? Rất là hạnh phúc. Cái đây người ta cho chứ. Cho mẹ mày nè. Ai đi cho rượu mày? Cái này cho cái canh nhựa nè. Mày giật mẹ nè. Mày cứ đè quá. Rồi làm gì nữa nè. Vô chắc thiệt kìa. Vô chắc thiệt. Làm biết. Dọn đến đại tôi chặt ướp cho nhanh rồi ăn. Giao đây bà mấy này ra. Còn máy kia quanh vô bao rác đây. Bao đen đen này xô lưng không nè. Tóm vô đây này, đồ đắt đá, tóm vô đây này. Quen bỏ đâu? Chút. Cái vụ đây mà ướt vô cũng không thịt đó. Đấy, trong cái bao đen đấy. Đây này lẹo, mày coi nè, đây này các bạn. Ừ. Ui. Tâm lửng. Chút. Đây. Có bao tay, có bao tay, đưa bao tay ra. Có bao tay ra. À, thôi. Ông chạy đắng lửng trong cái bao tay, trong cái túi kìa, ông lấy giùm tôi nhanh lên nào, được đâu ra. Bao tay gì? Bao tay ni lông, đó ướp đi. Mày bao tay là cái bao tay chứ gọi là cái bao tay gì? Đánh cho vào trong đá. Tiếp là đúng rồi, đúng rồi. Cầm xuống, cầm xuống, cầm xuống. Chắc thì đi lẹo không? Mất quen. Ở dưới đó. Kiếm sao được. Mà cái bao tay mà kiếm cũng ra nữa. Đồ đất thì ở dưới. Ông không biết cái bao tay vậy? Hình như túi kia, lộn túi. Lộn túi, lộn mấy. Lộn túi. Chụp lại á. Ủa mày nói lộn túi là chửi tao. Chạy thiệt đây kìa, mày không? Cảm ơn. Quyết chỗ đây anh Trung, quyết đi, quyết rồi bán gì chỗ đây. Rồi đi leo nhà luôn đi. Chị. Leo nhà miếng nè. Nhậu rồi nè. Ờ.
quét cái này, quét cái này. Quay tao làm nè. À. Quay làm chơi. Tóm đây, tao làm nó xứng đáng như thế. Tóm vô, tóm vô, tóm vô, vô. Em rất ngủ hoạch. Nghĩ nó như sao mà nó tỏi cho mình tỏi quá. Rồi, cầm mày theo dịch vô. Cầm theo dịch vô. Bỏ đây nè, bỏ đây chỗ đấy, bỏ đây. Rồi, rửa, 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 thất, thất gỗ luôn. Chịu khao đường tí. Chịu khao đường tí, đục mày anh em. Đừng hình chân mạng nó le, nhớ đi. Nè, biết mày. Thức lên, thức, thức lắm. Xem, đây, 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 nước này, nước này. Thuốc thớt lắm mà rửa chi, lấy cái khò khỏi cho nó sạch. Không, rửa lại cho nước bò thớt đi lên chạy. Này, chạy. Mày đủ. Đang quay. Mình giúp anh em rất nhiều những bạn. Cái clip này là mình, các bạn sẽ thấy tôi là người đã thay đổi rồi, chứ không phải nè. Đưa đây, đưa đây, sao sao. Một mạch thâu. Sao nó ngu dữ mày, tao nói chưa thấy thằng nào nó ngu như. Mày biết anh không à. Rửa đây nữa, đợi câu lên này. Đậu thằng kia ngồi kia nó sao không em? Tụi nó cầm của em. Cái thớt cầm lên nó sao rồi chứ đất vậy? Đậu rửa không chị? Thôi đừng leo, ông biết không biết không biết. Đúng mà đâu có ai mà ở đâu cũng que chi rồi rồi rồi. Đưa tao que là vì cái tình. Đưa cái dao vô chạy. Vô chạy, đưa cho ông rửa luôn. Rồi rửa cẩn thận, đứt tay vậy. Cái gì mà chị mày lại sao khỏi 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 rửa coi rửa sao bằng rửa bằng cho nó đây rét xong rồi chạy đi mua cái miếng rửa chén luôn đi hả à. Đối diện nha có bán bây giờ còn việc mấy trăm ngàn còn cả triệu bạc que ăn không mà có mấy chục ngàn là tiếc ấy mày mua rửa mua 40 bạc ngọt 40 ke vậy nó sách đâu bên nhà nó que chứ còn mẹ tao miệng có rượu sao không biết thầy ấy cũng đúng cũng đúng trời ơi tao nói mày quýt ba búa trong túi không được 20 ngàn á ủa mày ăn chùa phải làm chứ. Đó, đưa hai đưa được rồi, đưa thôi. Rồi mày là ăn chút mày lẹo. Mày đâu lấy. Lấy cái kia mày giùm em nghe. Đúng mày mày nó cũng sai mày. Đấy, à. Tráng tráng nước qua cho đời dính chưa? Khỏi tráng. Cỡ tráng, chủ có trả sách gì đâu, có người nhờ. Hiểu không? Không. Thôi chạy, ê, thôi chạy mua cái miếng bún dùi đó. Đưa tiền lại. Bún dùi nào, đòi ăn tiền cái không phải thịt nha, chúc anh bún đâu. Đối diện nha, đối diện nha, đối diện nha. Ông quay tôi chạy. Đâu? Điên rồi. Không quay nha các bạn, quay cái đây. Mấy mình phải hành hạ nó. Tại mình phải hành hạ nó cho nó biết. Tôi sao mày rửa quá vậy? Còn nó đứt cái tay, quay ngược cái dao là ai mà rửa? Đó. A few moments later. Rồi, vô chạy cây em, được rồi. Đã chồng trùng đưa cái gì cho mua vô giữa đây. Thì cứ chạy coi thôi được không? Được rồi. Mua cái miếng đó cũng lâu. Đầu kia mà tao đi 2 phút mà lâu. Ông tử đầu kia ai vậy? Bốn dịp. Anh. Bữa nay làm gì vậy? À. Con dần gì em phụ chứ không? Ngồi ngồi chơi em, ngồi chơi. Nói với mày rửa giết đồ ấy rồi không không nó nhờ biết làm đâu ngồi chơi ngồi chơi đâu mà alo làm chưa đồ sướng hay trời thế là không cần gì em chứ ba ngồi chơi mày nhỏ biết làm gì đó anh Trung nó làm che yeah, con gì làm mất cái ăn mà anh gì anh nó đi muộn quá chứ mấy bữa ông xài nó đi vô chợ mua này mua kia là sao cái này nó làm sao nó biết làm được mà đầu má mày con gì đi lại rửa dao kéo đi làm nhà người ta phải rửa đi rồi rửa cho đàng hoàng rồi coi chén trong đó nó còn gì rửa luôn đi cái không. Chai xà beng không còn kìa ấy thâu đỡ rồi em làm cũng được quá chết đó là ê cái miếng nhôm đó là đỡ chè còn mà cái miếng rửa chén á là nó khác nó lục mẹ nó ngu sao mà ấy ấy giờ em thấy vậy anh giải thâu để em làm cũng được à anh em ngồi chơi mày đừng có ồn ào quá chứ mấy anh chị nói nữa mày sao quá anh chị nào thì mấy cái gì tao nói liên quan gì là sợ nói à mày cứ ngồi đó là được rồi mày khỏi nhiều chuyện mày sao tụi mày mờ nó mày tao thì bắt quay like rồi vô thì muốn que mày ủa chứ tự nhiên bây giờ ông bị sao vậy thì nó nhỏ thì nó nhỏ thì nó vậy chứ trời chạy lên quét cái nhà trên đi ê chạy lên quét cái nhà trên đi biết chứ mày sạch sẽ đi mày ngồi quả chứ Vũ nó còn không làm gì nó nhỏ
nó ông hơn thua với thằng thằng con nít nè ha. Trời ơi, đường đường là đang làm anh làm mồ hôi mồ côi đố dữ anh. Mày lên tòa nhà vụ mày lên mày giám sát rồi quét nhà coi thử sạch không. Sống người nếu thích làm người làm chó tao mày trong tổ trưởng quá che nhà nhà là nhà hôn, nhà gì nó đơn chó. Hầu quét anh, đừng có le nha. Bé nhà hôn, anh ở dơn con quá. Chè, đại đại gái là gái. Sáng hai cái hộp anh gái là làm gì? Ê, anh le ai vậy anh Tôn? Nó gọi nó mà hay sao vậy? Thì gọi em lên nãy mà. Gọi lên ăn nghe. Dạ. Rồi anh. Đồ sao đồ hết thôi cũng mệt. Đâu rồi. Chị mua mấy mấy ly nước ngọt này trong em. Ờ đúng không, mua nước em, mua khác nước anh ơi. Mua coca. Đi, chạy qua mua chai coca lớn có 12 ngàn à. Chứ không phải bắt ông mua lóc đâu. Giờ có đi không đi, không đi đỡ tôi đi. Anh tên nghĩ sao làm vậy, anh có làm gì đâu. Quyết cái nhà. Thôi thôi em hiếp cũng đợi tao mua. Tao nói không mua nào. Chừng nào tao kêu tao không mua. Là mày nói sao mày nói. Mua mà. Mày quay mé mày, mày đừng quay tao. Đây giờ là gì? Cái, đừng quay xe ra, tao đi, tao không dám quay rồi. Cái khúc chặt dịt đây là anh Tên với anh Hiếu không cho quay nha má anh chị. Đúng rồi. Mày sao dọn anh Trung không đi gì nữa lâu sao? Đi về mua mất hai chai nước à. Đi lâu lắc tao giờ. Đây là mình thấy còn cái phần lòng là mình cũng gì à, còn rứa đóng này hả? Ủa? Nè, làm khác nước uống trước đi. Trời ơi, mua gì có chai vậy. Mua đúng một chai. Tao giờ tao mượn tiền với tiền đâu nữa mày. Mua gì có chai vậy gì đâu. Ông mua nhà tiền sao không được. Mày mẹ mày 8 ngàn ít mày. 4 ngàn đây với cái thằng đầu tư dịch kia nữa. Ông nghĩ sao vậy? Chưa. Ông muốn chai vậy sao đủ. Em lái đường cấp thằng nhau. Đợi đó, đợi đó. Mua gì. Mà tham ăn tham. Đi gì mà lâu lâu. Đây, đây em. Đưa dần hiến nó quay nè. Kinh nghiệm nó quay. Thì còn cái phần này các bạn, đây mình sẽ bốc nước nha các bạn. Đây nè. Cái phần này mình sẽ bốc nước nha. Các bạn thấy không? Quay đã. Mình biết là cái chậu đây. Bỏ vô chậu. Chậu. Giờ là ăn nhỏ. Đó, chắc nước luôn đi. Đổ đúng chưa? Anh đổ vô lại nước trong miệng tôi nói đúng không? Chắc luôn, anh chắc luôn. Đây là nước cốt riêng nha các bạn. Anh chắc cái miệng ngay vô luôn cho không? Nước không? Được rồi, quá chắc giờ rồi em. Đó, thôi còn cái phần kia là mình chút nữa là mình sao lên đấy. Cái phần này là khi mà cất món mè nó xong xuôi á, thì mình sẽ chiên cái này lên. Người đó không phải đá hoặc là út đó. Gì gì gì? Được chưa? Sao không mua đá nữa? Sao ngay từ đầu mặn nói vậy? Trời, mua nước phải mua đá chứ đụng mày nói gì uống. Ông nhỏ giờ ông không biết đi mua nước ngọt này. Rồi mua bia là phải mua đá chứ uống bia không nè. Ông thấy không, bây giờ xanh tôi có ngầu ướp cho ông nè. Đi mua đá đi. Đầu chân nào ăn. Giờ xong mà về quất con nè. Tôi lạnh mày cả đá không? Không. Lạnh đựng thịt không mà được đá. Đúng rồi, ngọt sai cậu nhá. Tao rồi gắn cười. Đó này đó, tôi còn đưa nấu cháo luôn. Cái gì như mà ông đánh quét là nó cái cháo này. Trời rút lên rút. Trời kè anh tao lên cái miếng nó dậy. Cái chồng tôi bé mang ngon chưa. Ai có đấy. Bà bảo nào trời chưa. Chưa. Nãy giờ mình ít xin nhà mày mà cỡ này. Thôi cho thứ gì chịu ngâu. Thử lẹo. Giờ đi sao nó thèm nó chạy vô mình sai nó đi mì nó đi. Này bữa nay em hết câu nói kêu nhà ông ăn luôn. Này. Chưa. Nó mình sẽ cho nước mắm một miếng một ít. Rồi mình sẽ đem miếng vừa ăn nghe đó. Đổ đủ anh. Tôi đổ vô cắn nó luôn. Đổ đủ vô cắn như vậy. Rồi thôi đưa nước mắm này tôi thái luôn. Không, anh đổ đủ nước này. Chờ nè. Rồi thì đổ nước mắm vô. Trời nó đau nhiều quá. Rồi cho anh chí. Nhanh nhanh. Mắm nào đều. Mình cho mắm rồi nè. Đấy đấy. Nhưng mà cái tay em nó vô rồi. Đấy cũng kẻ lấy gì mang luôn. Đây. Nước mắm.
đây là mày đổ mạnh lên tí mẹo á. Xua, tá xua vô ngọt luôn. Vô đây luôn em. Rồi được rồi. Đường nữa, 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 nữa. Được rồi, đưa. Nữa, 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 nữa. Không chịu hết vậy nè, đưa tụi mấy cái ra xong rồi anh em có chén bát lên. Lên nhậu. Cấp bụng hiếm đi. Anh em mà bụng. Chịu không tới nha. Em bụng em. Vũ lấy giờ nó làm này, lấy vô này. Nữa, 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 nữa. Ông nói ông tiếng. Nữa, rồi ok. Hiếm nhân mạnh nha. Đồ còn bó mắm tôm nữa mạnh á. Gì anh? Đây có mấy giờ rồi, để sao làm nãy giờ. Chịu khó đường tí hoài nhanh đi lẹ anh em nhậu à, còn còn một cái đây là thâu không phải có đứt nó quan trọng không có đứt mà sức ăn ăn bỡ 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 ăn đây mà sức ăn đi ăn ăn đúng rồi nha đấy đó ăn bỡ ăn 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 ông đi cam đoan nha. Chắc là anh đấy là anh không quen là sao sao làm gì mà đồ anh rửa dây là thâu vậy thâu con nữa nghe đợi đấy đợi đấy đợi đấy đợi đấy rửa đây đợi đấy nóng quá nóng đúng đúng thâu rửa thâu thâu quái 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 mày khui nước lấy ly khui nước đồ uống coi là lấy ông chạy là lấy ly chỗ trong cái bình nước lọc này chỗ bình nước lọc cái này anh lấy đi ông á có ba bước mà cũng đợi nó rửa đợi nó rửa chén không có trong bếm rửa này đúng anh không ăn rồi bà đế cho bà đế rót tôi rót uống này anh em muốn bà đế cho mày mời cho mời ông cầm máy rồi nha nước đâu nó không vậy à, nước cái lủng ê uống anh uống nước đi cái khác không ý anh khác đi mà em uống em anh đang uống em nhớ anh uống mày uống mày mày sao tao tật mày có tật nhưng mà mày thích tao thích là cái biết cái chuyện của mày á tao thích ở đây ai lớn tuổi nhất mà biết chuyện của gì mày không nghĩ ông có làm đâu mà tôi nghe làm không đi mua không anh em nó làm nấu cho ông ăn đi mà mày thâu bây giờ vậy sáng giờ ông mua nhiêu tiền tôi gọi lại 199 ngàn rồi ok đưa đúng không đưa đưa tôi đưa rồi thâu đưa thâu đưa 200 gì à đưa 200 mày đấy là mới mua xong rồi đưa gì à trả lại cho ông cái tàu ông sáng giờ ông nói ghé ông cho mà ông điên sao vậy trời đó điên quá khùng quá ai đầu lái vậy mày nghe góp với anh em về vui chứ tôi biết ông mua hết nhiêu đây cỡ tầm 5-70 ngàn gì à mà thôi đưa ông 200 luôn rồi ông gì vậy nè nói cho sao đỡ anh em tôi tự xử lý được nè ờ anh tính ấy là anh đúng không cái nào là nó rồi biết đưa anh mượn cái nào em có từ thì anh có tưởng cái tay cái chân anh rót rồi chưa anh trung trung em đang cầm máy quay lỡ chạy tới lấy nào đưa ông tiền nhé ông biết cho nó đứng đây giờ đây nó không có biết nó nhỏ mẹ bỡ bỡ là lấy cái nào bỡ nào bỡ gì trời không nào xíu à tráng tráng nước quay cho đỡ bụi tráng nước coi vậy nó bỡ nóng quá nè tráng ra tráng ra mình tráng nó sạch sẽ ăn đó tự nhiên bụi bạn không bỡ bỡ cho nào lại đỡ ướp nấu nha theo nó lùng cái đầu nha tụi mẹ nó lùng lũng là khỏi ăn nhảy đầu lũng là khỏi ăn đó làm vô rồi à cũng à ăn cái vàng này rồi à, lấy ăn cái vàng em à quên mua đeo anh thôi đỡ kêu xíu rồi trong cái gì anh xíu nữa nhờ anh đi mua đeo cho ông trong lấy cái dao lấy cái vàng đâu đâu có rồi đó trong cái thao họ vừa là nói à đây nhiều anh sắp không đi mua đâu sắp không đi mua đâu sắp không mày né hoài mày né mày coi anh mày bị gì mày mua dầu tao biết tao biết đói chứ nhà đói chuyện đói đói là từ ăn hả ông ý có cần rau rác gì không anh ờ rau ê rau thiếu tao thiếu rau à bơi bụng gì mà tao đi mua cho đâu đâu gì đâu đeo bụng trong cái đây gì nào mày tao sợ đeo bụng á thôi gì bây giờ dài đây về nghỉ ngơi đi ông gì ông ăn cơm đây rồi chút nữa xong rồi tôi gọi lại ừ được chưa đâu che mày cái gì mày về ăn cơm mà xuống gọi lại mày đâu che con vịt đó mẹ nó con vịt mẹ đâu má mẹ nó chửi luôn sợ đeo nào nữa đi ăn cơm chiếu rồi tốt gì mình ăn tiếp đó bụng chậu mày gì mày ăn cơm đi còn mày lên mày ăn cho nó ngon xíu nữa anh lên ăn ăn chén hậu làm không chiếu làm gơ tao uống nước anh
ở gọi anh bé thử sao nó có nước chưa mà sợm trung không ra. À, nói với ông hiểu anh con cho nó vui không? Dạ, đúng. Mua gì nữa nói. Bây giờ là đang thiếu một rau, một thùng bia. À, thao bia đừng nói đỡ mua tiền bia. Nặng tiền quá. Cảm ơn bạn mấy 400 ngàn luôn. Anh Trung là được. Gọi anh bé tụi này nó có một đang gọi này đang gọi anh bé thôi. Kêu nó vô ăn được không? Đang gọi anh bé. Đỡ là chờ nó vô. Đỡ tôi gọi. Đang gọi, anh bé nè. Chắc đang chờ cơm quá. Chắc anh bé đang nấu cơm à? Không chị nhẹ cơm nó thiếu thì anh em chị qua nhậu. Còn số mà máu có 12 nữa. 2 giờ nha. Sáng thì tao công cốc với mày. Thì ướp cho nó chín, nó thấm thấm chứ. Còn thôi ông thích ngồi đó ông chờ được đó là do ông ở nhà ông chờ lâu ráng chịu được ở trên rì á. Sợ ông đói thôi anh em sáng thì thấy ông đi vòng vòng tàu. Chù cái này chắc phải tao tấu. Mẹ tụi mày. Bơ mẹ lên, bơ mẹ lên. Bằng nước lên. Thật đơn vũ rồi đó. Nếu bỏ xe phẩm vô giá đụng, vô dưới mình có lấy cái chén ấy vô. Ê món tôm mặn nha. Anh bỏ ít rồi. Chút ngựa anh ấy cuốc cho mọi người món tôm nè. Gọi gậy nắp không có, nắp anh điền thì gậy nắp anh Trung ơi. Bị rửa. Bị rửa. Bị rửa. Bị rửa. Em, bị rửa. Cái mắt cũng được rồi. Bị rửa, rồi em sang quần này. Nghe gì bị rửa vô chứ. Bây giờ là em chỉ việc là em về nhà, em bật lên em bật lên, bật cái nồi nó đổ miếng dầu vô rồi là xong rồi, được tới. Em cảm ơn anh. Rồi quên cái cặp đây sao anh? Anh chờ đâu á. Trời. Rồi, thôi về em. Tốt quá. Là nó đi nấu ấy. À, nó đem về nhà nó đàn mấy chiếc ngựa ở trong tù đây hả? À, nó đem về nhà nó đàn mấy chiếc ngựa ở trong tù đây hả? Anh em mình đang đây. Rồi, thôi, bắt nồi cháo lên. Cái con như đây là được nè. Bắt nồi cháo lên nhớ. Tim, gan, cọc, cái trong được. Đừng ném, đừng nóng hơi ném. Cho nó hai cặp chân là chan. Đó, rồi, nó chan. Là sao? Thì nãy giờ anh em mình phụ giúp làm giùm cho nó. Nó ở trong mới ra. Kinh chán hả? Kinh chán này hả? Kinh chán à? Gì nữa em? Em quên tên, có cần gửi công gì không? Không gì vậy? Mày điên quá mày mới nghe mà anh không ngoái mày không. Không chứ ngại quá anh tên. Không sao anh, gì vậy? Không sao hết. Rồi vậy em, cảm ơn dạ, em. Dạ, dạ, dạ. Anh cảm chặt chân rồi không sáng giờ làm giùm em. Làm chụp nữa. Nghe nè, nóng cháo em. Cậu quên sao không hết ra tù. Không là không. Sao? Là giờ mình ăn nhiêu đây vậy? Hả? Ăn trong đây nè. Mình nấu cháo ăn. Vậy tao đi mua đồ gì nấu rồi là nấu cho nó đi. Ừ. Nấu cho ai tự? Bà không bị rửa đâu. Hồi giờ bữa đợt trước nó đi mấy nèm anh? Nó báo ra đi nèm nèm. Nèm. Ăn chiếm lộn mà. Ừ. Ông lậu tôi với mà. Thì không biết nha. Nè ông tự nguyện cho anh em cũng có ép gì vậy? Là giờ bốn thằng ăn cái đây. Dạ. Ừ. Thì hai chập chân là cho anh. Cũng như ăn cháo rồi em. À, anh em đó. Người ta chở gì dùng máy không nổi. Chờ dùng đi, còn người ta nhờ làm hả? Ông tự què chứ đúng không? Nên là để đâu có ăn uống gì tụi đâu có kêu ông què làm chi. Máy mình đẻ đâu? Gì hả? Đó lại cho. Quả ông đâu, ông cầm gì à? Bố mày. Cái này con chó. Giúp anh em không được sao vậy? Anh mua cho anh em uống mà nhưng nhân. Tao quen biết gì tao giúp mà. Tao bè con dùng bỏ nó em mày cỡ mẹ đó chứ. Lớn quá đụng nó đập luôn á. Man mày mà thích chót không? Thích kêu không? Thích xem mình tao không? Dạ. Gì vậy? Gì dạ? Thiếu gì anh? Thiếu gì dạ? Im điêm luôn. Im luôn. Im luôn. Im luôn. Đồ má anh em chờ quá tay quá các bạn. Giờ sao anh tên? Anh tên Dìu. Thôi nãy anh em mình đang trót nha. Không có đâu. Có nghĩa là cũng sẽ chắc ăn chút nữa nhưng mà giờ anh em mà nấu chưa xong. À chưa xong. Nên thành ra từ cho nó gì hả? Xíu mình làm lại Facebook tiếp. Đúng. Làm Facebook tiếp. Rồi. Xíu mọi người đứng đón chờ khúc sau nữa nha. Hay lắm. Nào, nghe mấy chị. Có biết rồi nhá. Đây là thi hành mấy chị. Ủa, có già bỏ bên kia đâu. Còn nhiều bạn. Đây là cha mắm nêm các bạn, cuối cùng là cái cha mắm nêm cuối cùng. Đấy, hôm nay là mình nấu. Dạ coi.
không? Bé. Ôi. Em bỏ lâu tao đi. Không ngon em anh chị. Vàng phi phôm này nè. Bỏ vô là xèo. Đúng chính xác. Biết. Biết ăn hả? Cái gì mà nhớ không ngon. Ai rồi? Còn đem bị vô là cha. Xèo liêu. Khó chút vô, đừng có đổ hết một lần nước cốt vô. Thôi Vũ mày đi mắm tôm anh. Dạ. Đây. Đấy. Cái phần này là cái phần quan trọng nha các bạn. Mẹ em bao rượu không nhiều ơi. Dí lại đây hả? Nấu rồi, nóng. Thằng đó. Rồi mình canh chút xíu cho nó rim rim nó thấm chút là mình sẽ đổ nước vô, mình hầm tầm một tiếng hồ sau ăn là đẹp. Đâu? Trong tủ lạnh nha anh em. Hầm lạnh. Ấy là lên nước suối, nước suối lên nhà trước nha. Thôi mấy các bạn ơi. Sợ like chuẩn bị ngon quá anh. Ok Hiếu Thái nha. Thì anh tụi anh đang làm ẩm thực. Thôi xô. Tụi mẹ giờ chắc ăn ngủ không? 1 giờ rồi, chắc ăn no ngủ nghỉ không? Cuộc đời này vòng tứ sinh luân hồi, nào anh em chúng ta cùng đi. Người anh em lại bó tay. Bây giờ là anh em nào mà muốn ăn mà kiểu mà nhậu nhắm á nha, là nước ít nha. Còn đây vì nói chung anh em mình cũng có mờ, một số anh em cũng ok, cũng đông, nên là đây là mình sẽ cho tầm 2 lít nước. 2 lít nước vô rồi nó rít lại, rồi chiều rồi ăn bánh mì ăn, ăn bún ăn, rồi ăn gì ăn đấy. Chờ nó sang chút thôi, mình cho nước vô. Quý là làm né tao mày, làm biết không chịu cắt ra coi bộ lòng mày coi đó. Ngon quá. Xanh lại không này. Xô, cái đùi. Cái đồ nước lướt mặt nha các bạn. Trời. Chân trung mày không ngủ. Mày like tiếp sao mày? Đang like đây. Anh về nhà ăn cơm nha em. À, còn phần này chút nữa là mình sẽ phi vàng lên nha các bạn. Phi vàng là mình rắc lên cho mặt trên cho nó thơm. Cho nước cốt riêng là mình đã rắc ra hết rồi. Má, mày này mày cái chai mà vô cái độ mày ra mình dựng ăn nhân hết mày vậy có đâu. Ra bớt gì đỡ ở đây làm gì. Chần bị mang giờ đi bớt ra rồi. Sụt mẹ rồi. Ít thôi nha, coi chừng mặn nha, nghĩ thấy mở một ASMR nhiều quá. Thôi cái bếp hò của em là nhanh rồi chứ. Nãy giờ nấu bếp gà biết một quýt cũng xong rồi. Lâu. Nấu đủ lửa.
mở cam luôn. Hè 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 bất lửa, hè bất lửa. Anh chẳng tàn ngày nào bên không. Được, vô. Ủa, còn nấu à? Mày giỡn mày thế. Ông vô sao? Gì? Bị em vô. Cỡ nó vô rồi ta mới muốn thực hiện được bằng con chứ. Đâu có đâu. Mày nói vậy. Ông vô bình luận này ông kêu đổ dập mày giỡn mày thế. Cúp. Rồi tao lui nha. Ừ. Đi. Bưng cắt. A few moments later. Mày có bày giỡn mày cho tao ấy. Gì vậy? Hả? Lo ấy. Còn gì đâu? Mày em nổ điên. Chứ mày máu ra tim. Mình coi lại tim quá. Anh em biết gì hết đâu. Chứ mày live stream còn gì đâu. Lại tin cũ hồi nãy á, phát lại. Trong quay đây chứ. Tao nổ quên leo quá. Theo quay thì anh. Đi. Thế chứ gì á? Gì ấy? Anh em á. À. Hình như cầm quay nhậm đi sao không chịu bỏ thứ. Đi mẹ mày.